Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cả nhà cách nuôi cá cảnh, bể cá làm sao cho bể cá trong sạch và cá nuôi không bị chết. Thì sau nhiều lần nuôi bị chết và bể cá quá dơ thì mình đúc kết ra được một kinh nghiệm nhỏ nhỏ, rất là đơn giản thôi, nhưng mà làm thay đổi được hoàn toàn cái bể cá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao để đơn giản nhất, tốn chi phí ít nhất mà được bể cá đẹp. Đây, hôm nay trong lúc rảnh rỗi không có khách thì mình sẽ làm cho các bạn coi. Đây là tổng quát bể cá. Đây là bể cá của mình. Đấy. Đấy. Mình quay camera trước này, không quay camera sau này. Không có. Tại vì lại chưa chọn chế độ. Mình nuôi có 2 con thôi. Bữa trước nuôi nhiều lắm, mấy con cá màu nữa mà con cá chép này nó ăn hết rồi. Trong bể cá thì cảnh đi, cái khung cảnh thì tùy mình bài trí thôi, không cần cảnh cũng được, mình làm cho đẹp đẹp tính vậy. Mình nuôi có 2 con thôi, một là con cá chép này, và 2 là cái con cá lau kiếng, cái con ở dưới cái chân của bơm đấy, cái củ sục khí đó. Mình dùng sục khí nhưng mình không có sục khí nha, mình chỉ để bơm để lọc nước thôi. Đây là bể cá. Còn những cái phụ kiện như những cây này thì để mình để mình trang trí thì không nói này. Những cái này không cần thiết. Quan trọng nhất là cái bể này, cái bình lọc này. Cái bình lọc này thì mình rất là đơn giản thôi. Thì các bạn có thể ra chợ mua một cái khay có cái ngăn như thế này. Các bạn nào điều kiện thì làm ngăn nhiều lên nó sạch. Còn mình thì mình làm cũng đơn giản thôi, 3 ngăn thôi. Thì cái củ bơm, cái củ bơm này mình sẽ làm một đường dây ống trên quan lỗ vào cái đầu của cái khay này, mình cho nước chảy thẳng xuống các khay này, 1, 2, 3 khay này. Thì khay trên là mình để một lớp bông gòn, nước bông để lọc. Đó, các bạn dơ dơ quá trời dơ, lọc nước cá ăn mới để nói chung là cái rêu ở rêu rong rêu tự tạo lên, cái bình hút nó hút lên này, lọc chặn lại đây. Đây là cái lọc khô đầu tiên, xong đến một lớp đá, xong đến một lớp đá. Đá này mình không có đá tổ ong, không có đá xỉ nên là mình lấy cái đá trắng này tạm. Đá trắng nó có cái chất vôi hóa thì nó cũng tốt, nhưng mà được cái đá mà thuộc dạng đá vôi, đá tổ ong như kìa, nó rỗng rỗng, rỗng như kiểu ở bên trong hòn đá này. Thì khi nước nó chảy xuống đây á, nước ở trên cái bể lọc ở cái tấm bông gòn lọc khô này, nó sẽ lọc cặn bã lại và nước sạch nó đi xuống đây. Đi nước sạch thì đi xuống ngăn đá này. Ngăn đá này thì nó có những cái khoang rỗng rỗng, và đặc biệt là khi nước rơi từ trên xuống ấy, những cái hạt mà nó nhỏ hơn những cái bông này, nó rơi xuống vào cái đá này, nó sẽ tách ra thành nhiều cái lớp nhỏ hơn. Đặc biệt là cái lớp này nó sẽ giữ lại và nó tạo lên một cái vi khuẩn có lợi. Vi khuẩn có lợi cho cái bể cá, những vi sinh học. Khi mà cái những cái hạt bụi bẩn nhỏ nó rơi lên, nó bẻ xuống ấy, nó vỡ ra thành nhiều mảnh khác ấy, thì nó sẽ rơi xuống. Còn một khay lọc cuối cùng ở dưới, mình nào 3 lớp thôi, còn khay lọc cuối cùng ở dưới là gồm một lớp bông tiếp, lớp này sẽ lọc tiếp. Thì cho bạn thấy không, lớp này sạch hơn này. Sạch hơn nước này rất là nhiều nhé, gần 3 lớp như này là xuống được cái bể cá như thế này. Trước là mình nuôi là nó rong rêu, cứ nuôi được tầm khoảng 1 tuần đó, là những cái bể những cái được, đặc biệt dưới chân dưới này này, dưới cái chân bể góc như này đấy, nó xanh lét thì xanh như cái cây kia luôn ấy, xanh như cái lá của cái cây kia. Được một thời gian là cá nó sẽ chậm dần, mà cá nó hay bị cái bệnh này, cái tia mạch máu ở đuôi và cái thân của nó chóc vải gần mà nó lên cái thân tia đỏ là các bạn biết luôn là cá sắp chết rồi đó. Nhưng mà khi mình làm cái lọc bể này thì nó sạch rồi, nó không bị vậy nữa, nó không chết. Và đặc biệt là các bạn bắt buộc trong cái bể, người ta cứ nói là cá lau kiếng nó dơ, nhưng mà thực ra thì ăn nó dơ, những chất cặn bã của nó thải ra thì mình lọc lên bể nước xuống rồi thì mình không sợ nữa. Nhưng không có con cá lau kiếng ấy, là những bể nó sẽ tạo những cái rong rêu cũng rất là nhiều ấy. Nhờ con cá lau kiếng và bể nó sạch hết ở cái tường, ở những cái thành bể nha. Và vì cái làm hệ thống lọc ấy, thì là nó sẽ lọc nước, tạo vi khuẩn có lợi cho tất cả cái bể này nó sinh sống, nó
các bạn có nuôi thêm bất kể cái cá gì, không cần một cái, tức là không cần thêm một cái chất như mấy người người ta bán ấy. Người ta cứ hay nói là phải có thêm cái lọ gì nước xanh xanh này, để nước nước làm sạch bể, vi sinh vật làm sạch bể ấy. Với lại là cái chai nước khử nước mới, có một chai nước khử nước mới nữa. Ngày đầu tiên thì mình cũng dùng cái chai khử nước mới, nhưng mà sau thì một thời gian mình chẳng dùng nữa, thì thực ra mình nhỏ thấy nó cũng như nhau, chẳng có tác dụng gì. Nhưng mình cứ lọc sạch bể này, mình đây ở đây mình xài nước máy, nên là mình cứ đổ nước máy vào, xong mình ra chợ mình chọn những con cá khỏe đẹp bình thường thôi, mình thả vào, mình cũng không phải ngâm quá bao nhiêu ngày gì cả. Nhưng mà đặc biệt các bạn nếu làm bể mới, nếu các bạn làm bể mới giống như ngày mình mới làm mới bể này á, các bạn ngâm nước muối đổ đầy bể nước và hòa ra khoảng những cái bể này 60 và 40, mình cho nó tầm khoảng một lạng muối. Một lạng muối, nếu các bạn mua được muối hột thì càng tốt, còn không thì mua muối ăn thường của mình cũng được. Muối ăn thường của mình có iốt, nhưng mà muối thường, còn cái muối hột ngoài thì không có iốt thì không sợ. Nhưng mình dùng muối ăn cũng được, mình ngâm như khoảng một ngày hai ngày bạn nào tốt ngâm 3-4 ngày hoặc tuần, bắt đầu là cho nước mới vào để khử cái mùi bể thôi, khử cái keo bể, rồi cho sau đó khử được như vậy rồi thì cho cá vào sinh sống bình thường, đặc biệt có lọc nước nhé. Các bạn cứ nói là nuôi cá là phải bình oxy, như khoảng bình oxy mình không làm bình oxy, đây là mình làm cái bình lọc nước, nó bơm lên, nó bơm từ cái bơm này lên, nó lọc xuống cái ngăn, các ngăn của cái hộp lọc này đó. Các bạn thấy không? Bây giờ có trời xanh, ngày trước mình nuôi bể cá, cái bể không có lọc là nó cũng xanh nét như cái này luôn này, nên cá sẽ chết, sinh ra nhiều bệnh tật chết, vì cái này là lọc hết cặn bã và những con vi khuẩn ở trên này hết rồi. Khi tạo xuống cái này thì nó sẽ đập, nó tách nhỏ những hạt bẩn ra, nó lọc tiếp ở dưới này đó. Khi mà nó tách ra những cái cặn, những cái cạnh của cái viên đá này, nó sẽ giữ lại, giữ những con vi khuẩn này, tạo ra thành những con vi khuẩn có lợi xuống cái vi sinh học, vi sinh vật, tạo xuống cho cái con cá này có nhiều thức ăn hơn, cái nước nó sinh sôi, nó tạo sinh nhiều sự sống hơn, thì con vi khuẩn, con kia nó sẽ sinh sống ở đây, tự sinh ra tạo mối ăn cho cá luôn. Và đặc biệt là cái nước nó không bao giờ bị dơ đó, các bạn thấy không, rất đơn giản luôn. Nước mình không thay bao giờ hết, người ta nuôi cá người ta cứ phải thay, chứ mình nuôi cá mình không phải thay bao giờ hết, mà bể cá vẫn trong, cá vẫn sạch. Mình nuôi cá từ lúc nhỏ xíu, nhỏ như con tay cái này, mà giờ nó to như thế này rồi đó. Các bạn thấy không? Đơn giản thôi. Một ngày các bạn chỉ cần cho ăn một lần thôi, buổi sáng hoặc buổi tối cái cám này. Đó. Còn các bạn không thích cho ăn cám thì đơn giản thôi. Cá nó sẽ ăn thịt những con cá khác là chắc chắn rồi. Các bạn như mình nuôi cá chép thì các bạn mua chục con cá màu vào, mỗi tầm một tháng cho chục con cá màu là được rồi. Ngày nó ăn một con hai con, nhưng mà có ngày nó không ăn, no nó không ăn nữa. Bữa trước là mình không có dùng cám, mình cũng mua cá màu, mua cá màu tốn kém quá nên là mình cho nó ăn cám. Còn không thì các bạn ra ngoài hàng tôm tép mua mấy ngàn con tép để nhỏ chút xíu bằng đầu đũa, để tủ lạnh mỗi ngày cho nó một hai con thì nó sống. Đó là tất cả quy trình mà mình nuôi cá của mình, đơn giản và không cần tốn quá nhiều các chất, các chai nước hay rửa mùi hoặc là vi sinh vật gì làm cho sạch bể này kia. Và đơn giản như thế này để tạo môi trường thân thiết gần như là tự nhiên của nó, chứ các bạn đổ cái nước, cái chai nước xanh xanh gì vi sinh gì đấy thì nhà hóa chất không, rồi không có cái đó, sau này cá quen thì không có cái đó không sống được đâu. Tất cả vì người tạo môi trường gần như là tự nhiên cho nó thì nó sống nó khỏe mà nó nhanh lớn lắm. Đó là tất cả quy trình nuôi cá của mình. Cảm ơn các bạn theo dõi nhé. Có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới video của mình.